Hôm nay mình sẽ đăng nhập vào những ngạc lắp phút của fan trị giá lên tới 20 củ. Và mình sẽ dùng những con ngạc này để tìm ra lõi bung cực kỳ bá đạo, có thể giúp các bạn bay với tốc độ 1000m/giây để đi đến nơi tận cùng của lắp phút hoặc là tạo ra một đám mây. Và đừng quên là các bạn có thể sở hữu ngạc tổng với 4.145 cái phần bình luận nha. Thì đến với con ngạc không ca đầu tiên của một bạn tên là Rip Indra. Ủa, bạn này admin hả? Ad của bạn này chính là ad cài chai không nạp vô lock food với số belly là 117k. Khá là uy tín đó các bạn, nhìn phát đã biết cài chai rồi đó. Và combo hiện tại bạn này đang xài đó chính là melee quyết quỷ thực, song kiếm CDK và trái human. Đừng nói với anh là bạn này combo bằng cách là biến thành human rồi sau đó gì hả? Trời. Nhưng mà lỗi bung của con ngạc này chắc chắn sẽ làm cho các bạn bất ngờ. Ui, ác quỷ Free Fire đã đăng nhập. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào kho đồ của bạn này. Ui. Nói chung thì bạn ấy cũng nâng cấp một số kiếm để chơi ha. Nhưng mà số còn lại thì không nâng con mẹ gì hết. Và về phần chát quỷ thì ác bạn này có 8 trái. Ôi, mà chắc chắn là Kitsune đó nha. Đúng, trái Berry là trái xịn nhất trong kho đồ bạn này. Thì đây có vẻ là con ngạc cũng không quá xịn ha. Tại vì nó là cài chai mà không đồng nên là chúng ta cũng không mong trời nhiều lắm. Ui, mặc dù là cài chai nhưng mà bạn này vẫn có tập Cyborg V4 nha. What the hell, tập Cyborg là như bơi luôn đó. Nhưng mà về lỗ bung của cái cây chai này thì sẽ rất là bá đạo đó nha. Đầu tiên mình sẽ xài cây đao hải tặc và xài chiêu lãng kích cùng với thái trang bị. Dạ, ơi dạ. Không ơi. Đây làm cái quái vậy? Thì đây chính là lỗ bung của cái không đồng nha. Nói chung thì mặc dù ê ai dạ. Rồi, trời. Thì nói chung cái lỗi này cũng khá là thú vị ha. Nhưng mà ạc bạn này thì mình nghĩ là sẽ hết lỗ bung gì đó. Bởi vì nó không còn gì nữa hết. Thì cái lỗ bung của ạc này mình sẽ đánh giá là 10 điểm. Tuy nhiên về phần ạc thì tầm 5 điểm thôi nha. Hơi lỏ. Thì tiếp theo đó chính là con ạc 800k của bạn Devil. Ui, ạc này sở hữu 3 tập luôn. Vừa tập Go, tập Cyborg, rồi tập Minh V4 nữa. Rồi, ạc này khá là nhiều Billy nè. Mình sẽ quyết định random trái Kitsune thêm một lần nữa cho bạn này nha. Ok, thì nói chung trái Bắc Ma cũng là một trong những trái khá là ngon đúng không? Trái Bắc Ma cũng xịt mà đâu gấp ra coi hết ai. Nè. Ấy. Ai mày giải Kitsune phải không? Ủa? Ủa em John. Oh my god. Sao anh crazy là anh ở đây vậy? Rồi thì đầu tiên khi mà mới vào con ạc này thì mình đã thấy bạn này sử dụng trái Kitsune, một trong những trái mà mình thích nhất hiện tại. Bởi vì nó 8 triệu Billy. Ui và thậm chí là bạn này có một cái kiếm cực kỳ hiếm luôn. Chu chip bộ Katana. Ôi lần đầu tiên thấy một bạn fan xài combo luôn á. À anh có được full nào bất cạnh hết kiếm không? Để mình dạo một vòng quanh kho đồ có gì đó xịn để bung nha các bạn. Kho đồ được nâng cấp vũ khí cũng nhiều đó. Ok, mình nghĩ là mình biết nên dùng lõi bung gì đó, nhưng mà mình cần xem kỹ lại hơn. Bạn này chỉ có một cái trái quỷ dinh dưỡng là trái gốc két thôi. Nhưng mà đang xài Kitsune, nó có nên đọc bỏ Kitsune để bung bằng trái gốc két không ta? Nên. Bây giờ mình sẽ thực hiện một lõi bung khác mà không liên quan tới trái quỷ nha. Bởi vì trái quỷ bên này đang xài trái Kitsune, lỡ mà đổi mà không có trái Kitsune cho bạn ấy thì coi như cút luôn. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ lấy cây sắc so ra. Cưa cá mập, dịch sang tiếng Việt nghe ngầu với ta. Rồi, sau đó thì chúng ta sử dụng chiêu ít và tháo trang quỷ. Dạ, cho anh xây dựng vòng 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 vậy. Được rồi nè. Rồi, tiếp theo thì chúng ta chỉ cần lại lấy một trái quỷ ngẫu nhiên thôi. Lấy trái nào đây? Đố em chung ba trái này, trái nào có tốc độ nhanh nhất? Em chọn trái string với trái móc. Rồi, thì ra trái mắt ma nha, coi nè. Chị đây. Đua qua cây cầu đó nha. Vô nát quỷ phai. One, two, three, go. Em thắng. Chúng ta chạm đích cùng nhau mà. Không có. Ok. Lần này công bằng, anh chấp em chạy trước luôn á. Đi ơi. Chấp nó các bạn ơi, mình chỉ cần một cái nhảy, hai cái nhảy, ba cái nhảy. Hey, nhảy ba cái là tới đích. Coi cậu ấy kìa. Rồi sau này học cái bung này của anh đi nha. Cứ quay gì rồi xong mình nhảy một cái, hai cái, ba cái. Đó. Vậy là tới đích bên kia rồi. Không ai muốn huy huy đâu ta. Quán này gã kèo hả? Em không biết anh đây xài với cái Sune hay không? Dạ. Vô mày đừng sóc hàng. Mình tính nào rồi đó các bạn. Mà nó khích mình. Mày khích tao. Mày khích anh đúng không? Mày khích anh đúng không? Vẫn còn cây vụ video trước lắm. Cây vô đầu. Cây vô đầu. Bye bye. Hả? Bye bye. Hả? Bye bye. Hả? Em nghĩ em là gì mà anh không bay bay em được. Bye bye. Ủa, anh bị đóng băng hả? Anh sao bị đóng băng được? Anh đây xài cái bung này mà. Đó, đâu có đóng băng được nè. What the hell? Ôi, anh mới tìm được cái lỗ bung mới giống ngạc này nè. Ui. Xa kìa. Em xài cái sâu guitar với lại bấm nút nhảy rồi nó sẽ lướt siêu xa luôn. Đó, kìa, ui, nhanh vậy. Ui. Lỗi bút mới của tập Cyborg các bạn ơi. Thì đây chính là cái bung khá là bá đạo trong tập Cyborg nha. Thì nói chung để mình đánh giá về con ạc này thì mình sẽ chấm nó tầm 8 điểm. Và về lỗi bung thì chắc chắn sẽ là 10 rồi. Bởi vì anh crazy là... Ê! Sao quýnh anh crazy là anh? Ê!
Ai da. Và đến với bạn tiếp theo của bạn Sưng Kubu. Ủa Sưng Kubu. Sưng bự. Ai. Ok, let's go. Ui, ạc bạn này á, đầu tiên mình sẽ cho 10 điểm luôn nha, tại vì avatar là cờ Việt Nam. Rồi bây giờ tụi mình sẽ solo random chế quỷ nha, let's go. Trời. Em gái sẽ Venom. Trời, hiểu không? Thiệt. Thì đây chính là con ạc trị giá 2 củ 2 triệu đó hả? Ờ, tại vì anh thích xài mấy ngàn xịn này để tìm nhiều lỗ bung hơn. Thì đương nhiên rồi, bây giờ mình sẽ dạo quanh một vòng trong kho đồ của bạn này để coi là có gì để bung hay không nha. Trời, ui bạn này nâng cấp nhiều kiếm vậy. Còn trái quỷ thì sao ta? Ui, trái quỷ cũng được thôi nha. Là coi hả? Không, ý anh là cũng được. Ờ, cũng được thôi ha. Ờ, cũng được. Thôi, nhưng mà để mà bung á thì mình sẽ cần những trái quỷ vĩnh viễn. Ạc này 2 củ luôn mà chắc chắn là... Ui, Kitsune, Leopard, Spirit, Kinchon. Ôi tồ, quá trời trái quỷ xịn luôn. Thì đầu tiên với trái Kitsune siêu cấp VIP rồi, đương nhiên là mình sẽ sử dụng cái lỗ bung... đâu rồi, trái smoke đâu? Lỗ bung tàn hình bằng trái smoke. Ui, em thấy cái đuôi của anh à. Ui, trái smoke cũng tàn hình luôn kìa. Em cũng muốn làm thử nữa. Ui. Ôi gà. Ôi mặc dù là anh đã tàn hình rồi nhưng mà anh giờ có thể làm được một lỗ bung khác nữa nha. Anh làm lỗ bung gì? Coi nè nha, coi kiếm anh nè. Xài chiêu ép của trái lửa và bum. Vậy thôi hả? Ừ chứ em muốn gì nữa. Có lỗ bung nào mà nó quỷ diệt không? Rồi ok ok. Nếu em đã muốn lỗ bung xịn hơn thì anh sẽ khiến cho bạn này bị ban khỏi game luôn. Bị ban luôn hả? Anh có khả năng đó luôn hả? Nè coi này nha, anh chỉ cần sử dụng chiêu V với trái bò tò thôi. Ôi! Gì? Anh bị kích rồi. Bị kích ra khỏi game luôn. Ôi các bạn không nên làm theo video rồi nha, biết đâu là bị ban thiệt đó. Thì đến với con ạc tiếp theo, con ạc 5 củ. À, quầy quát. Chứ bắt tấm bắt ra anh nhỏ xíu vậy. Ồ, là ạc càng mắc tiền trong block food nó sẽ càng nhỏ các bạn ơi. Anh là cái trứng nè. Ồ, rồi lớn lên cái từ từ biến thành nãy hả? Ôi, bệ này thật sự đi BBB luôn nè. 25 triệu bao ti với combo là Gravity Can và cái cung. Có phải cung khủ không? Anh nói đừng nói từ đó mà. Trời, em biết Billy của bạn là bao nhiêu không? Bao nhiêu mà 673 triệu Billy. Là gần 1 tỷ luôn rồi đó hả? Thì kho đồ của bạn này có gì để bung hay không? Mình phải kiểm tra mới được. 5 củ thì mình nghĩ chắc phải là full trái quỷ diễn diễn nha. Ôi. Cái gì? Không có trái quỷ diễn diễn nào luôn. Hạt này chỉ được cái vẻ bề ngoài xịn thôi các bạn ơi. Còn lại trái quỷ diễn diễn hơi lỏ nha. Nhưng mà không sao, mình vẫn có thể sử dụng bung bằng cái hạt này được. Em có trái bao tò không không? Chỉ cần một trái bơm thôi. Rồi bây giờ em hút anh vô trái bao tò đi. Rồi cho anh vô vậy. Ủa? À đây rồi, đây rồi. Thì sau khi các bạn vào trái bao tò, chúng ta chỉ cần sử dụng chiêu V của trái bơm. Rồi hút anh ra đi Phúc. Ok ok, em sẽ cho anh ra. Rồi thì lúc này có... Ui! Anh đang đâu vậy? Anh đang bay lên cao luôn nè Phúc. 5.000m, 6.000m, 8.000m. Anh bay ra khỏi khu vực của Love Food luôn nè Phúc ơi. Trời ơi, cái trứng này chưa nở nên nó phải lên cung trăng rồi Phúc ơi. Thì ra đây là trứng thỏ ngọc. Ui! Cái gì hả? Anh thấy thế giới thật sự của Love Food rồi Phúc ơi. What the fuck? Nguyên cái trái đất luôn kìa. Ừ, trời ơi, người đầu tiên trong Love Food tìm ra nơi tận cùng của tựa game này. Ui, có cái lục địa gì nữa kìa, nhìn kỹ nó có... Ôi, đây nè, đây nè, đây nè, có cái hòn đảo luôn nè. Giống con rắn quá, có con mắt nữa kìa. Ừ, chuẩn luôn. Wow. Và cách duy nhất để chúng ta có thể thoát khỏi đây đó chính là... Reset. Ôi, thì với cái lỗ bung này mình sẽ đánh giá cho hạt này 10 điểm. À, ý mình là lỗ bung này 10 điểm. Còn cái hạt này 5 củ mà không có trái quỷ diễn diễn nhiều nên là mình cho tầm 7 điểm thôi các bạn ơi. Và tiếp theo chính là một con ạc có trị giá 10 tỷ trong Lost Fruit. Nhưng mà mình không biết có thiệt hay không nha. Sao thấy kỳ kỳ vậy ta? Nó nằm ở bên trong nội tại của bạn này sao á? Vì đắt nó gửi mình ngạc này nữa các bạn, nói có 10 tỷ mà mình vô thấy kỳ kỳ sao á? Ạc này 10 tỷ thiệt mà, coi chừng cửa hàng á, coi chừng chát quỷ á. Ờ, chuẩn chuẩn, để anh coi thử nha. Đu! Uầy! What? Wow. Được 3 trái đầu. Trời ơi, được 3 trái đầu. Ê, bạn này lừa hay vãi. Lỡ lỡ trong vật phẩm có 10 trái Kitsune hay sao? Ừ ha. Ồ, rồi có 2 trái Dragon cũng được. Nhưng mà này nó phải là 10 tỷ. Có khi nó sứa dặn may cực phẩm hay sao? Cực thiệt, cực này là cực lỏ nha các bạn. Thôi nhưng mà lỏ về này rồi thì mình ít nhất mình sẽ làm cái bung về cái hạt này cho các bạn xem nha. Ok. Đầu tiên các bạn chỉ cần sử dụng cây CDK cho mình. Và sau đó thì các bạn sử dụng chiêu dách của cây CDK. Phóng vô và tháo trang bị. Là nó vừa đụng với em là biến mất luôn ha. Ờ, nè, tự nhiên cái này nó không gây đam cho em nè, thấy không? Rồi rồi. Em không để ý là chiêu nó không gây đam cho em hả? Ồ, nó gây chỉ có 48 đam thôi. Ờ, thấy đỉnh vậy không? Thôi đó ha. Ờ, có tác dụng ghê. Hay, thôi được rồi các bạn ơi, bây giờ mình phải cho Vidac thấy cái lỗ bung đỉnh nhất của mình. Coi nè, phốt, 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 phốt.
Ui ui. Sao ghê chưa? Ui hay kìa. Cần đảo vân nè. Thì với cái bông này các bạn có thể tạo cái đám mây cực kỳ bá đạo luôn nha. Lên 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 cửa mây phút, lên lên lẹ lẹ lẹ. Go go go. Ôi đỉnh kìa. Rồi nói chung thì cái hạt này trong khả năng của mình thì mình chỉ có thể làm được những lỗ bung như thế này thôi nha các bạn. Thì hạt này mình sẽ đánh giá là tầm khoảng 5 điểm vì tội dám lừa mình. Cây khoa. Mà hên là anh Crazy Lane có thể giới thiệu cho bạn những lỗ bung cực kỳ xịn đó nha. Và đương nhiên lỗ bung vẫn sẽ là 10 điểm. Quá đỉnh anh Lane ơi.